Chào mừng bạn đến với kênh tin hot bóng đá, chuyên cập nhật các tin tức mới nhất trong làng túc cầu. Hình ảnh của tiền vệ Lee Kang-in đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ việc xô xát với người đàn anh Son Heung-min tại đội tuyển quốc gia. Chưa dừng lại ở đó, video về chân sút sinh năm 2001 ở trận thua Jordan tại Asian Cup 2023 cũng đã bị đào lại. Cụ thể, Lee Kang-in cùng Seon Song-woo và Sung Woo-jong đã chơi trò lộn chai nước ngay trên sân. Đây cũng là nhóm cầu thủ mà truyền thông nhắc đến trong vụ xô xát với lời lẽ thiếu chuẩn mực với người đàn anh Son Heung-min trong bữa ăn tối trước ngày thi đấu. Trước khi vụ việc được vỡ lở, người hâm mộ xem đó là hành động dễ thương của các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, sau khi các tin tức về vụ ẩu đả với người đàn anh bị lan truyền, người hâm mộ lại tỏ ra vô cùng bức xúc. Hiện họ đang có một làn sóng chỉ trích và tẩy chay mạnh mẽ với Lee Kang-in cùng các cầu thủ trẻ. Thậm chí, có người còn đòi loại nhóm cầu thủ này khỏi đội tuyển quốc gia. Không có lòng tự trọng sao, những đứa trẻ phá hỏng bầu không khí của đội tuyển thì nên trả về câu lạc bộ, họ không đủ tiêu chuẩn. Một số đồng đội cũ của Lee Kang-in ở đội tuyển U20 Hàn Quốc cũng lên tiếng tố tiền vệ này có tính cách ngổ ngáo, bất lịch sự khiến nhiều người không hài lòng. Ngoài ra, netizen xứ Hàn còn phát hiện ra hành động thiếu tinh tế của Lee Kang-in với người đàn anh Son Heung-min. Khi đó, cầu thủ thuộc biên chế của Tottenham bị ngã, đúng lúc Lee Kang-in cùng đồng đội đang chạy tới. Thay vì đưa tay để đỡ người đội trưởng đứng dậy, cầu thủ thuộc biên chế của PSG lại xoa đầu đàn anh và rời đi. Dù Son Heung-min đã đưa tay ra, hành động thiếu tinh tế của Lee Kang-in khiến cho các cổ động viên của Hàn Quốc rất tức giận. Chiều ngày 14 tháng 2, Lee Kang-in đã lên tiếng xin lỗi vì hành vi của mình. Tiền vệ của PSG đã viết: "Tôi là Lee Kang-in, báo chí có đưa tin rằng tôi đã xô xát với Son Heung-min trong thời gian dự Asian Cup 2023. Chúng tôi đã khiến cho người hâm mộ thất vọng, tôi rất buồn vì điều này. Lẽ ra, tôi nên nghe lời đàn anh, nhưng tôi đã không làm vậy và thật sự xin lỗi vì để lại hình ảnh xấu trong mắt người hâm mộ. Tôi hiểu được kỳ vọng từ phía cổ động viên ở giải đấu lần này. Từ giờ, tôi sẽ nỗ lực để bản thân cũng như đồng đội trở thành những cầu thủ tốt hơn." Tờ Yonhap mới đây cũng đã tiết lộ vụ xô xát của các cầu thủ Hàn Quốc. Theo đó, thì đội bóng này thường ăn tối cùng nhau một ngày trước trận đấu để tăng tình đoàn kết. Tuy nhiên, trước trận đấu gặp Jordan, Lee Kang-in, Seon Jong-woo và Jung Hoo-jeong đã ăn sớm và muốn đi chơi bóng bàn khi đồng đội vẫn còn đang ăn. Nhóm cầu thủ trên đã chơi bóng bàn gây ồn ào bên cạnh nhóm cầu thủ đang ngồi ăn tối. Sau đó, Son Heung-min đã cố ngăn lại nhưng các cầu thủ này không có nghe theo. Đội trưởng tuyển Hàn sau đó đã nổi giận và túm áo Kang-in đáp trả. Lee Kang-in đấm người đàn anh. Son Heung-min né được cú đấm ban đầu nhưng sau đó cả nhóm cầu thủ đã lao vào xô xát lẫn nhau. Hệ quả, Son Heung-min bị đau ngón tay khi cố gắng can ngăn. Nhóm cầu thủ lớn tuổi của tuyển Hàn cũng đã yêu cầu loại Lee Kang-in khỏi đội hình gặp Jordan vì thái độ, nhưng huấn luyện viên Klinsmann đã khước từ. Cầu thủ của Tottenham vẫn phải băng bó ngón tay trong ngày trở lại đội hình với Brighton. Hiện chân sút sinh năm 1992 vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Video được tài trợ bởi FB88.